Chào mừng các em đến kênh Khởi Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khởi xin dẫn các em toán lớp 5 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Khởi Liêm đến các em khá giới hiệu, các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài 23 nhân chia số hợp phân với 10, 100, 1000 hoặc là 0,1, 0,01 và 0,001. Tiết số 2, trang 85, 87. Giờ hôm nay mình sẽ đến phần khám phá chia số hợp phân cho 10, 100, 1000 hoặc là cho 0,1, 0,01 và 0,001. Mình quan sát hình, bạn Mai nói là chia đều 0,3 lít giấm vào 10 ống nghiệm thì mỗi ống được bao nhiêu lít giấm. Thì các em thực hiện phép chia, mình lấy 0,3 chia cho 10 là ra kết quả thôi, đúng không? Như vậy bạn sẽ thực hiện phép chia, sau đó so sánh kết quả với số bị chia xem có gì đặc biệt nhé. Giờ mình sẽ thực hiện phép chia như sau. 0,3 chia cho 10, chứ hết lấy 0 chia 10 bằng 0. Dấu phải đem xuống. Hạ số 3 xuống, mình lấy 3 chia 10 vẫn bằng 0. Giờ muốn chia tiếp các em thêm số 0 bên đây là 30, 30 chia 10 bằng 3. 3 nhân 10 là 30, 30 chia 30 bằng 0. Như kết quả là 0,3 chia 10 sẽ bằng 0,03. Thì mình thấy là một số mà số hợp phân chia cho 10 thì mình thấy là mình dịch di chuyển dấu phẩy qua bên trái một chữ số là được. Dấu phẩy đây các em di chuyển sang trái thì nằm đây. Các em phải thêm số 0 phía trước có nghĩa là bằng 0,03. Được. Nhận xét là nếu chuyển dấu phẩy của số 0,3 sang trái một chữ số thì ta được là 0,03. Như vậy có nghĩa là chia cho 10 thì các em di chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số là được. Tiếp theo mình thực hiện phép chia 534,28 chia 100. Chứ mình sẽ lấy 534 chia 100 được 5. Còn lại là 34. Dấu phẩy các em đem qua, giờ hạ số 2 xuống được 342 chia 100 được 3. 3 nhân 100 là 300, 342 trừ cho 300 thì còn 42, hạ số 8 xuống. Mình lấy 428 chia 100 được 4, 4 nhân 100 là 400, 400 trừ 4, 428 trừ 400 thì còn 28. Giờ các em thêm số 0 để chia tiếp, 280 chia 100 được 2. 2 nhân 100 là 200, 280 trừ 200 còn 80. Thêm số 0 bên phải để chia tiếp. Thêm số 0 được 800, 8 chia 100 sẽ được 8. 8 nhân 100 là 800, 800 trừ 800 bằng 0. Như vậy mình kết luận là 534,28 chia 100 sẽ là 5,3428. Thì mình quan sát số bị chia với lưỡng khương thì mình thấy nếu mà các em di chuyển cái dấu phẩy này sang trái hai chữ số thì mình sẽ được số này. Có nghĩa là nếu một các em chia một số hợp phân cho 100 thì các em di chuyển dấu phẩy sang trái hai chữ số là ra kết quả nhé. Như vậy các em có nhận xét muốn nếu các em chuyển dấu phẩy của số 534,28 sang trái hai chữ số thì mình được là 5,3428. Được này. Như vậy các em ghi nhớ muốn chia một số hợp phân cho 10, 100, 1000 thì ta chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang trái 1, 2, 3 chữ số. Có nghĩa là chia cho 10 di chuyển sang trái một chữ số. Còn nếu di chia cho 100 thì các em di chuyển dấu phẩy sang trái hai chữ số. Còn chia 1000 thì các em di chuyển dấu phẩy sang trái 3 chữ số nhé. Như vậy là chia cho số lớn thì số nó sẽ nhỏ hơn. Nên mình sẽ di chuyển dấu phẩy sang trái là được nhé. Chia cho 10 thì di chuyển sang trái một chữ số, 100 thì hai chữ số và 1000 thì các em di chuyển sang trái 3 chữ số nhé. Tiếp theo là phần B. Mỗi tờ giấy dày là 0,1 mm. Cả chồng giấy dày 36,5 mm thì có tất cả bao nhiêu tờ giấy? Như đề bạn bạn này nói là mỗi tờ giấy dày 0,1 mm. Cả chồng giấy dày 36,5 mm thì có tất cả bao nhiêu tờ giấy? Thì các em lấy 36,5 chia cho 0,1 là cho kết quả. Như giờ robot yêu cầu bạn thực hiện phép chia, sau đó so sánh kết quả với số bị chia xem có gì đặc biệt nhé. Giờ như vậy các em sẽ thực hiện phép chia như sau. 36,5 chia cho 0,1. Mình thấy là số chia có một dấu phẩy, có một chữ số bằng hợp phân. Số bị chia cũng có một chữ số bằng hợp phân, các em bỏ hai dấu phẩy này đi. Có nghĩa bằng 365 chia 1 thì bằng 365. Vậy mình kết luận là 36,5 chia 0,1 sẽ bằng 365. Như vậy có các em nhận xét là nếu mà chia cho 0,1 thì các em sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số là ra kết quả, đúng không? Nhận xét nếu chuyển dấu phẩy cùng số 36,5 sang phải một chữ số thì ta được 365. Có nghĩa là chia 0,1, các em dịch chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số nhé.
Mình sẽ đến ví dụ tiếp theo 86,4 chia cho 0,001. Giờ như vậy 86,4 chia 0,01 thì mình thấy là số chia này sau dấu phẩy có 3 chữ số và ngữ văn. Như vậy ở đây mình thấy là sau dấu phẩy này chỉ có một chữ số, các em thêm hai số 0 nữa cho đủ 3 chữ số và văn. Giờ các em bỏ hai dấu phẩy đi, được nè. Thì lúc này các em sẽ lấy 86.400 chia 1 thì bằng 86.400. Như vậy mình kết luận là vậy 86,4 chia 0,01 sẽ bằng 86.400. Như vậy có nghĩa là các em một số hợp phân chia cho 0,001 thì các em di chuyển dấu phẩy sang phải 3 chữ số là được nha. Nhận xét nếu các em chuyển dấu phẩy của chữ số 86,4 sang phải 3 chữ số thì ta được là 86.400. Như vậy là muốn chia một số hợp phân cho 0,1, 0,01, 0,001, ta chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang phải 1, 2, 3 chữ số. Có nghĩa là nếu một số phân chia 0,1 thì các em di chuyển dấu phẩy sang phải 1 chữ số. Chia cho 0,01 thì di chuyển dấu phẩy sang phải 2 chữ số. Còn nếu mà chia cho 0,001, có nghĩa sau dấu phẩy 3 chữ số thì các em phải di chuyển dấu phẩy sang phải 3 chữ số là được. Thì sẽ ra kết quả thôi, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ làm phần bài tập phần hoạt động câu số 1 tính nhẩm nha. Bài làm cơ. Câu nghe chưa? Như là 20,7 chia cho 10. Giờ một số chia cho 10 thì kem dịch chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số. Như vậy sẽ là 2,07. Đúng này. 0,8 chia cho 100. Một số mà chia cho 100 thì kem dịch chuyển dấu phẩy sang trái hai chữ số. Như vậy là 0,08 này. Dấu phẩy đang nằm đây, đúng này. Dịch chuyển sang trái ba hai chữ số, ở đây là một chữ số như cái em khi một số 0 nữa. Giờ các em dịch chuyển dấu phẩy qua bên đây, đúng này. Giờ các em thêm số 0 phía trước nữa. Có nghĩa là 0,008 nha. Đúng này. Dịch chuyển dấu phẩy đang nằm đây nè. Các em dịch chuyển sang phải hai chữ số. Chỗ nào khuyết thì các em sẽ điền số 0 cho đúng nha. Như kết quả là 0,008. 341 chia cho 1.000. Một số chia 1.000 thì các em dịch chuyển dấu phẩy sang trái. Dấu phẩy không có thì các em hiểu nó đang nằm vị trí cuối cùng này. Các em dịch chuyển sang trái 3 chữ số thì sẽ nằm ở đây. Được rồi. Như vậy có nghĩa là phẩy 341. Thì các em phải khiêm số 0 phía trước nha, không để trống được. Các em phải khiêm số 0 có nghĩa là 0,341 nha. Bình thường một số không có dấu phẩy, các em hiểu dấu phẩy đứng ở cuối nè. Dịch chuyển sang trái 3 chữ số thì nằm ở đây. Nằm ở đây thì các em phải khiêm số 0 phía trước có nghĩa là 0,341 đúng không? Mình sẽ làm câu B. 0,3 chia 0,1. Một số chia 0,1 thì các em dịch chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số. Dấu phẩy nằm đây có nghĩa là 3,0. 3,0 các em viết số 3 là được đúng không? Dấu phẩy đang nằm đây, dịch chuyển sang phải nằm đây. Nằm đây thì có nghĩa nằm cuối thì các em bỏ đi. Kết quả là số 3. 58 chia cho 0,001. Một số chia cho 0,001 sau dấu phẩy 3 chữ số thì cái số này các em sẽ dịch chuyển dấu phẩy nằm đây. Ở đây không có dấu phẩy, các em dịch phẩy đây. Mình sẽ dịch chuyển sang phải qua phải 3 chữ số 58 thêm 3 số 0 nữa, đúng không? 50 dấu phẩy đang nằm đây, đúng không? Các em sẽ dịch chuyển sang phải 3 chữ số thì nằm ở đây, đúng không? Chỗ nào phía thì các em phải thêm số 0 ra cho đúng nha. Như vậy có nghĩa là 58.000 nha. Đúng không? Như vậy là một số chia cho 0,001 tương ứng với số bằng số đó nhân cho 1.000 nha. Có nghĩa là 58.000. 63 chia cho 0,01. Một số chia cho 0,01 thì kem dịch chuyển dấu phẩy sang phải hai chữ số. 6,3. Ở đây mình thấy là sau dấu phẩy có hai chữ số thôi, kem thêm số 0 chỗ này. Sau đó kem dịch chuyển dấu phẩy sang phải hai chữ số. Thì nó nằm cuối thì kem bỏ luôn đi. Kết quả là 6.
630 đúng nè. Như là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 kem hiểu bài. Các em sao ấn kích video hãy biết kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 2, mình sẽ điền số vào dấu chấm hỏi nha. Bài làm của mình. Câu A. 10,4 mm mình đổi qua cm. Thầy sẽ tính nháp phía dưới này. 10,4 mm mà đổi qua cm thì các em chia cho 10 đúng không? Mình sẽ lấy 10,4 chia cho 10. Một số mà chia cho 10 thì các em dịch chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số, có nghĩa là 1,04 đúng không? Như kết quả ở đây các em sẽ để là 1,04 cm nhé. Tiếp theo là câu B. 12,6 cm mình sẽ đổi qua mét. Như vậy là một số từ cm đổi qua mét thì các em phải chia cho 100 đúng không? 12,6 chia cho 100. Một số chia cho 100 thì các em dịch chuyển dấu phẩy sang trái hai chữ số thì dấu phẩy nằm ở đầu. Như là phẩy 126 thì các em phải khiêm số 0 phía trước nhé, không để trống được rồi. Như kết quả là 0,126 mét đúng không? Tiếp theo là câu C. 3,7 m mình sẽ đổi qua km. Hãy sẽ tính nháp phía này. Như là mét đổi qua km thì các em phải chia cho 1.000 đúng không? 3,7 chia cho 1.000. Một số chia 1.000 thì các em phải dịch chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số. Như vậy là mình sẽ có là dấu phẩy đang nằm đây. Thì ở đây mình có là dịch chuyển sang trái một chữ số. Như vậy muốn khi dịch chuyển sang trái thêm hai chữ số thì các em phải thêm hai số 0 cho đổi ba chữ số, rồi các em sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang trái ba chữ số. Lúc này thì các em phải thêm số 0 phía trước nữa. Đúng không? Như vậy kết quả là 0,0037 nhé. 0,0037 km đúng không? Dạ, như là mình xong câu số 2 nhé. Câu số 2 kem hiểu bài. Các em xong khúc video hãy kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến phần luyện tập câu số 1, mình sẽ điền số vào dấu chấm hỏi. Giờ hãy sẽ tính nháp phía dưới này. Giờ như giờ mình sẽ lấy 10,8 chia 100. Như là một số mà chia cho 100 thì các em dịch chuyển dấu phẩy sang trái hai chữ số. 10,8 viết lại này, mình sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang trái hai chữ số đúng không? Thì dấu phẩy sẽ nằm phía trước này nè, thì các em phải khiêm số 0 phía trước nữa cho chứ không để chống được đúng không? Như kết quả là 0,108 nha. Chỗ này các em để là 0,108 đúng không? Giờ mình sẽ lấy số này chia cho 0,01 nhé. 0,108 chia cho 0,01. Giờ như vậy chia cho 0,01 thì các em dịch chuyển dấu phẩy sang phải hai chữ số đúng không? Như vậy dấu phẩy đang nằm đây, cái dịch chuyển dấu phẩy sang hai phải hai chữ số có nghĩa là đây, có nghĩa là 10,8 đúng không? Như kết quả đây sẽ là 10,8 nhé. Giờ tiếp theo mình lấy số này nhân cho 0,01.
nhân cho 0,01. Như vậy là một số hợp phân nhân cho 0,01 thì mình sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang trái hai chữ số. Được này. Mình sẽ viết là 10,8. Sau đó dịch chuyển sang phải hai chữ số thì mình dịch chuyển như vậy. Được này. Dấu phẩy nằm đầu ở phía trước này, thì kem phải khiêm số 0 phía trước. Được này. Như vậy có nghĩa là 0,108. Giờ tiếp theo mình sẽ lấy số này mình sẽ nhân cho 100. Một số nhân 100 thì các em dịch chuyển dấu phẩy sang phải hai chữ số. Có nghĩa dấu phẩy nằm đây là 10,8. Đúng rồi. Mình sẽ viết ở đây sang 10,8. Giờ như là mình xong câu luyện tập số 1. Câu luyện tập số 1 các em hiểu bài. Cái xong hết video thì các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu luyện tập số 2. Một máy xúc lớn nhất thế giới năm 2022 xúc một là xúc 10 lần sẽ được 937,8 tấn quặng. Hỏi trung bình mỗi lần chiếc máy xúc đó xúc được bao nhiêu tấn quặng? Mình sẽ quan sát hình ở đây, hình mình thấy đây là một cái máy xúc rất là to lớn nhất thế giới nên mỗi lần xúc rất là nhiều quặng. Đúng không? Như vậy là người ta nói là chiếc máy xúc này xúc 10 lần thì được 970,8 tấn quặng. Như vậy người ta hỏi là mỗi lần chiếc máy xúc đó bao nhiêu tấn quặng thì kem lấy số này chia cho 10 là cho kết quả thôi. Đúng không? Như vậy câu này kem sẽ làm như sao? Như vậy kem bỏ chữ hỏi đi, kem trả lời là trung bình mỗi lần. Chiếc máy xúc đó xúc được số tấn quặng là trung bình mỗi lần chiếc máy xúc đó xúc được số tấn quặng là mình sẽ lấy số này chia cho 10. 937,8 chia cho 10. Như là một số chia cho 10 thì các em sẽ di chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số nha. Dấu phẩy sẽ nằm đây có nghĩa là 93,78 tấn. Như đáp số sẽ là 93,78 tấn. Quặng bên này. Như là mình xong câu luyện tập số 2, câu luyện tập số 2 các em hiểu bài, cái xong hết video thì các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, các em khá giảng và hiểu, bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, kênh sau bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hãy chúc các học tốt tạm các em nhé.